Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Nissan Almera tại Việt Nam hiện nay đang giảm giá tới 70 triệu đồng để đấu với Toyota Vios. Trong tháng 7 năm 2023, những khách hàng mua xe sedan Nissan Almera tiếp tục được nhà phân phối ưu đãi 70 triệu đồng cùng với nhiều quà tặng có giá trị. Trong tháng 7 năm 2023, Nissan Việt Nam tiếp tục tung chương trình khuyến mãi cho hàng loạt sản phẩm của hãng, trong đó Nissan Almera giảm giá tới 70 triệu đồng và cho cả hai phiên bản, tương đương mức giảm hơn 100% phí trước bạ, nhằm kích cầu tăng doanh số và tăng cường sức cạnh tranh đối với các đối thủ. Sau khi giảm giá, Nissan Almera tại Việt Nam có giá bán lần lượt là 469 triệu đồng với bản CVT và 525 triệu đồng đối với bản CVT cao cấp. Bên cạnh đó việc giảm giá bán, khách hàng khi mua xe còn được tặng thêm gói phụ kiện có giá trị từ 15 cho đến 20 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Nissan Almera tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, do đó không thuộc diện hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạn. Việc giảm giá lần này là để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Kia Soluto. Ngoài giảm phí trước bạn, các đối thủ của Almera còn đang được các đại lý giảm giá để kích cầu như Honda City năm 2023 giảm giá từ 20 cho đến 25 triệu đồng, Toyota Vios giảm 20 cho đến 30 triệu đồng, Asen cũng được giảm 15 cho đến 25 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Hai đối thủ còn lại là Mazda 2 và Mitsubishi Electric đều là xe nhập nhưng đã được hãng tuyên bố hỗ trợ mức phí này từ đầu tháng. Tại thị trường Việt Nam Nissan Almera Bản nâng cấp đã ra mắt từ tháng 7 năm 2022. Mẫu xe này vẫn sở hữu kích thước ấn tượng với chiều dài 4.495, rộng 1.740 và cao 1460 mm, chiều dài cơ sở hàng đầu phân khúc 2.620 mm và khoảng sáng gầm xe 155 mm. Ngoài việc nâng cấp về tiêu chuẩn khí thải Euro 5, Nissan Almera phiên bản CVT cao cấp được thiết kế với một loạt những cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng bao gồm gập gương tự động đèn pha tự động, ghế da với tính năng phản xạ nhiệt cao cấp, màn hình giải trí 8 in kết hợp Android Auto và Apple CarPlay, điều hòa nâng cấp và gương chiếu hậu trong tràn viền. Về vận hành, Nissan Almera là mẫu xe đầu tiên và duy nhất trong phân khúc B sedan được trang bị động cơ 1.0 turbo tăng áp. Công nghệ động cơ tiên tiến mang lại cho Nissan Almera sức mạnh 100 sức ngựa tại 5.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại lên tới 152-160 Nm với tốc độ 2.400 và đến 4.000 vòng phút. Các trang bị an toàn nổi bật trên Nissan Almera 2022 bao gồm camera toàn cảnh 360 độ tích hợp cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù BS VD và cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA, hệ thống hỗ trợ khởi hành HSA, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo và 6 túi khí. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và luôn luôn thành công